Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh xe máy Hiếu Thành Phát. Mình là Hồng Nhung. Hôm nay thì Nhung sẽ mang tới cho các bạn hai làn gió mới. Đó chính là hai mẫu tem mới úp hiện tại cửa hàng Nhung. Thì bên tay trái của Nhung là chiếc Satria màu vàng đen. Nó được thiết kế khá là trẻ trung và năng động, được kết hợp giữa cái phông màu vàng đen, đi tem màu đen luôn, làm nổi bật lên con xe của mình ha. Thiết kế tem, phần tem trước của nó cũng là tem trắng này, làm nổi bật lên chiếc xe của mình. Nhìn nó khá là phong cách luôn ha. Cái tem màu vàng đen này Nhung thấy hợp cho những bạn nào có cái phong cách cá tính, trẻ trung và thích sự nổi bật đó. Không thích đụng hàng thì Nhung nghĩ cái màu tem này là một sự lựa chọn khá là hợp lý. Các bạn cùng quan sát này, nhìn nó rất là dễ thương và đẹp ha. Tiếp theo bên tay phải của Nhung là chiếc Satria màu cam đen. Màu này cũng rất là mới luôn và cũng đang được rất nhiều bạn trẻ săn đón. Nó được kết hợp giữa cái màu cam này, màu đen, đi tem đen luôn. Phần trước cũng kết hợp giữa tem màu trắng này, làm nổi bật xe của mình luôn ha. Cái màu tem này khá là mới luôn và đang được đông đảo các bạn trẻ yêu thích và săn đón luôn, rất là nhiều luôn ha. Cái màu này khi mà đi ở trên phố hay là đường đi thì giúp cho xe của mình được nổi bật hơn giữa đám đông ha. Nhung cũng khá là thích cái màu tem này. Thì như các bạn thấy, cái dàn tem của nó nhìn giống như là cái màu báo đốm 2020 á. Nhìn khá là giống luôn ha. Đối với những cái màu úp á, thì bên Nhung vẫn bảo hành màu sơn 1 năm cho những cái trường hợp như là sơn bị bong tróc này, nổ sơn hoặc là phai màu ha. Thì đối với cái màu tem úp như vậy thì bên Nhung đang bán với giá là 56.500.000 và các bạn chỉ cần trả trước cho bên Nhung là khoảng 13 cho đến 14 triệu đồng là được rồi ha. Thì đối với những bạn nào mà có kinh tế khá hơn á, mình có thể trả trước 50% số tiền xe á, thì bên Nhung sẽ hỗ trợ làm gói cả vẹt gốc cho các bạn, vừa được lấy cả vẹt gốc nhanh này và được gói lãi suất rất là ưu đãi luôn ha. Hồ sơ trả góp thì các bạn chuẩn bị cho Nhung là chứng minh và bằng lái. Nếu như mà bạn nào chưa có bằng lái á, thì chuẩn bị thêm cho Nhung là cái hộ khẩu á, thì mình có thể làm hồ sơ thủ tục được rồi ha. Thì đối với những cái màu tem úp này bên Nhung á, thì bên Nhung có trang bị thêm chiếc khóa chống trộm Suzuki này và đang được giảm giá 50%. Nó có rất là nhiều chức năng như là chống trộm này, chống cướp và bảo vệ xe cho mình. Nhung nghĩ đây là một cái phần không thể thiếu đối với những chiếc xe của mình ha. Nó rất là an toàn cho xe luôn. Thì những bạn nào mà có thắc mắc về xe này và giá cả xe thì cứ inbox trực tiếp cho Nhung hoặc là gọi điện trực tiếp, thì Nhung sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Số điện thoại, Zalo và số cá nhân của Nhung á, Nhung có để bên dưới phần mô tả rồi. Có gì thì cứ alo trực tiếp cho Nhung ha. Thì phần giới thiệu của Nhung tới là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha.